Rồi, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube của em Tôi mới invest trong phiên giao dịch ngày thứ tư 22 tháng 12 hai. Ờ, các phiên vừa qua của thị trường nó vẫn chưa có gì thay đổi Và cái về chiến lược của chúng ta vẫn phải là những cái trạng thái là nằm im Hoặc có thể là các anh chị nào vẫn còn những cái dòng tiền mà chúng ta chưa tham gia được Thì những cái đợt mà có những cái sự điều chỉnh ở trong phiên như ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta cũng có thể tranh thủ chúng ta nhặt được một ít trong cái những cái nhịp như thế này. thì uh, hôm qua thì cái cái diễn biến nó cũng không có gì thay đổi, cho nên là em cũng uh, chưa có lên video. thì hôm nay với cái mức giảm mà thị trường chúng ta chỉ giảm có một điểm thôi. nhưng mà theo như những gì em thấy thì hầu hết những mà cổ phiếu midcap cáp, đặc biệt là uh, ba cái dòng cổ phiếu như là banh trứng và thép hôm nay giảm điểm rất là mạnh. À, thì mọi người sẽ thấy ở đây này, Đấy, hôm nay dòng bất uh, động sản cũng có mã tăng mã giảm rồi thì hôm nay dòng ngân hàng là giảm khá là nhiều ở một số mã là bị thủng cả cái nền rồi thậm chí là bên dòng chứng khoán hôm nay cũng có một số mã giảm tới tận hơn ba bốn lận trăm có mã là FTS này giảm tới gần như là chạm mức sàn luôn này các anh chị chúng ta thấy không ạ là một cái sự phân hóa cực kỳ là lớn của các mã cổ phiếu trong cùng một dòng đấy thì các anh chị chúng ta cũng dễ hiểu như thế này nhưng mà cổ phiếu nào nó đi lên và nó đã tăng sốc ở những cái nhịp vừa rồi đúng không ạ mà nó không tạo ra bất kỳ một cái nền giá nào nó đủ tốt thì cái việc mà sao ạ các anh chị chúng ta tham gia ở những cái thời điểm ngắn hạn mà chúng ta không có phân tích được về những cái kỹ thuật á thì chúng ta sẽ rất là dễ gặp những cái pha mà đu đỉnh. Đấy chẳng hạn như FTS này thì mọi người có nghĩ rằng là đây là cái điểm kết thúc của FTS hay không? Chứ riêng em thì em nghĩ là nó có thể thôi. Có thể thôi ha Ví lấy một cái ví dụ nó có thể nó quay về nó test lại cái đáy lớn này nó quay về nó test lại cái đấy đây lớn ở vùng mà 54 55 này này. Rồi sau đó sẽ có những cái nhịp mà nó bật nó hồi trở lại. Thì mọi người sẽ thấy hôm nay là một cái lượng lớn họ vũ ra này. Thì coi như rằng là những nhà đầu tư nào mà đeo bám ở trên này thì có thể là theo phân tích kỹ thuật thì họ có thể họ bán hết lúc mà nó gãy cái vùng giá 60 ở đây. Đó thì có thể là khoảng tầm là một hai phiên tới thì nó sẽ tạo đáy. Ha, à, thì các anh chị chúng ta cũng không có nên bán là bởi vì cái cái điểm bán nó cũng đã qua mất rồi. Nha, yeah, chú ý là ôm thôi. Còn, đấy thì thị trường chúng ta nó chỉ giảm có một điểm thôi các anh chị hôm nay là chủ yếu là covid này có gvr my ha và gat là là nó tăng điểm nó kéo giữ chỉ số thị trường chúng ta nó không bị giảm một cái quá sâu còn lại là dòng banh trứng với lại thép là bị giảm khá là nhiều thì mọi người có thể thấy rồi đó thì uh, nói chung là phân hóa mạnh quá Mid uh, benny thì nó cứ tăng âm âm để em lấy ví dụ cho này rốt tăng trần này mọi người thấy không ạ rốt tăng trần flc uh, cũng tăng được 3-4% Long Điền cũng tăng, HQC cũng tăng, rồi QCG cũng tăng, rồi Đức Long cũng tăng này. Đó, toàn là những mã cổ phiếu mà mà, mà gì ạ? À? Rác thôi mọi người. Cho nên rằng là những cái sự mà uh, khuyến nghị dành cho các anh chị chúng ta ở thời điểm hiện tại nó rất là khó. Đấy, bởi vì những cái phương châm của em á, thì em tham gia thì em khuyến nghị cho các anh chị chúng ta là chúng ta sẽ hạn chế chúng ta chơi những cái... Uh, những cái mã cổ phiếu cờ bạc như thế này đấy thì nếu mà các anh chị chúng ta muốn tham gia vui hoặc là đã tham gia được thì ăn được um, chút chút gì đó thì em cũng chúc mừng cho các anh chị thôi thôi chứ mà bản thân em thì em chỉ đánh chủ yếu là phải là những cái mã cổ phiếu nó có nền tảng cơ bản nó đủ tốt để mà giờ chúng ta có cái cơ sở chúng ta mua chứ không phải là chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta mua vào rồi 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 rồi, rồi. À, chúng ta cảm thấy như là may mắn khi mà chúng ta ăn được lãi đúng không ạ? À, cho nên là nó nó sẽ rất là 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 đi ngược lại với cái 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 phương châm mà cũng như là cái 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 quy tắc uh, mua bán giao dịch của em. À, cho nên là em không có khuyến nghị được. Đấy. Rồi cho nên là là, là, là mọi người uh, ai mà ăn được nhưng mà cổ phiếu Benny trong đoạn vừa rồi thì có thể là uh, nhân hai tài khoản cũng chẳng, chẳng chẳng hạn hoặc là ít nhất cũng phải là 50% tài khoản rất là nhiều nhà đầu tư cũng uh, ăn bằng lần luôn ha đặc biệt là các mã cổ phiếu bất động sản ấy, thì nói chung là theo qua những cái gì, những cái đợt như thế này thì chúng ta càng rút kinh nghiệm hơn về cái vấn đề mà chúng ta đi vốn cũng như là gì, chúng ta biết chọn lựa dòng hoặc là sóng dòng hoặc cũng có thể là chúng ta chọn lựa theo dòng tiền. Đấy thì hiện tại thì các mã cổ phiếu Benny nó đã gì, hút cái dòng tiền quá là nhiều và thậm chí là bất động sản cũng vậy. Đó là mọi người sẽ thấy là những nhóm cơ bản như là chứng khoán thép rồi Uh, các mã cổ phiếu khác nó 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 có những cái thông tin tốt như là đầu tư công này nọ thì nó vẫn không có bậc tăng quá là mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua đúng không ạ bởi vì chủ yếu là không thể nào mà lái một cách mạnh mẽ như là những mã cổ phiếu uh, nhỏ được đúng không ạ ita cũng vậy này, mọi người thấy không ạ ita thì nó cũng là một cái gì? một cái một cái case mà em đã nói với mọi người rất là nhiều từ ở những vùng giá 8 rồi mà bây giờ hiện tại nó là hơn gấp đôi rồi một trăm hai mấy phần trăm rồi đúng không ạ kể cả flc cũng tăng như vậy này đó thì cho nên rằng là à, đây là những cái trường hợp mà chúng ta cũng à, không thể nào mà chúng ta biết trước được bởi vì thường ở cái giai đoạn mà cuối tháng 12 là những cái giai đoạn mà gì ạ à? cái mà cổ phiếu Benny nó chạy nước rút nhanh lắm thực sự chạy rất là nhanh như mọi người thấy ở đây này Đấy, ở cái giai đoạn cuối cùng này là cuối tháng 11, cuối tháng 1 đây ha là những mà cổ phiếu Benny nó chạy rất là nhanh Đó. thì ở thời điểm hiện tại cũng vậy năm cu, cuối năm của 2021 rồi thì hầu hết những mà cổ phiếu Benny nó chạy vô đối luôn thực sự rất là kinh khủng ăn bằng lần luôn các anh chị nha ba tháng vừa rồi là nhiều 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 mã cổ phiếu nhân 3, nhân hai lắm thực sự là không có khuyến nghị được cho các anh chị chúng ta đâu Đấy, nếu mà anh chị chúng ta tham gia được thì 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 thì, thì, thì chúng ta ăn thôi nhá ok còn à, thời điểm hiện tại thì thị trường ta nó cũng chưa có gì thay đổi quá là um, đột biến và vẫn duy trì ở trong một cái mức độ hẹp nhưng mà cái vùng mà công lại ở vùng một 90, chưa vượt được cái vùng 1490 ấy, mà thì chúng ta vẫn có cái sự phân hóa lớn như thế này thì nó liên tục nó sẽ có những cái cái dòng tiền nó dịch chuyển và hiện tại thì nếu như mà các anh chị chúng ta đang bị kẹp ở những mà cổ phiếu dòng có thể là dòng chứng khoán cũng cũng có hoặc là có thể là dòng ngân hàng thì sẽ là nhiều hơn là chủ yếu và đặc biệt là dòng thép ha thì các anh chị chúng ta cũng nên uh, Em nghĩ là à, đối với dòng thép thì thôi cứ mặc kệ nó thôi chứ cũng đừng có quan tâm quá là nhiều ở thời điểm ngắn hạn nữa nha. Còn đối với lại các anh chị chúng ta dòng ngân hàng ấy, thì nên cân nhắc nha, cân nhắc chúng ta chuyển uh, chuyển đổi sang hoặc là chỉ cơ cấu sang nhưng mà cổ phiếu bên dòng chứng khoán thì cái khả năng chúng ta về bờ là nó là nhanh hơn. Còn mà đối với lại HMG hay là Hoa Sen hay là Nam Kim ấy, thì cái vấn đề mà các anh chị chúng ta xác định làm cổ đông rồi thì chúng ta cứ thế mà chúng ta cầm thôi. Nha. Thì hôm nay thị trường ta có tới tận là 251 mã đỏ này, 219 mã xanh thì nó cũng gần gần cân bằng nhau thôi. Nhưng mà cái sắc đỏ nó chiếm và yeah, cái 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 sự giảm điểm nó khá là lớn hơn so với nhịp mà thị trường ta tăng giá. Đấy, thì toàn là những mã cổ phiếu đầu cơ nó tăng thôi không này. Mọi người thấy mà TCH rồi vân 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 vân. Đấy, và thậm chí là dầu khí nó vẫn chưa có nhịp nó tăng và vẫn đang có những cái tín hiệu nó hấp thụ lại những cái lượng cung mà uh, đang cắt lỗ ra ấy cho nên là à, nó cũng chưa có thể nào nó tăng được nhưng mà sẽ là cái sự chuẩn bị đủ tốt cho cái giai đoạn đầu năm sau nha cái giai đoạn đầu năm sau và các anh chị ta cũng thấy được rằng là những cái giai đoạn hiện tại nó cũng khá là giống với lại thị trường chúng ta ở những cái nghiệp mà nó gì à? nó tích lũy nó đi ngang này này các anh chị à, nó tích lũy nó đi ngang như thế này ấy hay là những cái nhịp mà nó tích lũy nó đi ngang như thế này rất là khó chịu nói chung thực sự là rất là khó chịu và cái sự phân hóa à, khá là mạnh mẽ đúng không ạ? Dòng tăng giờ uh, mà trong dòng thì có con tăng lại có con đầu, à, có con bay rồi lại thì có con là chìm nghiệm, Đó, nó 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 rất là khó để cho các anh chị ta lựa chọn được những cái mã cổ phiếu. Bản thân em cũng rất là khó để mà lựa chọn để mà có thể tư vấn cho các anh chị chúng ta. Thực sự em nói chia sẻ luôn. Hôm nay thì cũng không có phân tích gì nhiều mà chủ yếu là chia sẻ cho các anh chị chúng ta những cái sự khó khăn ở thời điểm hiện tại và em cũng mong là các anh chị chúng ta sẽ uh, có được một cái sự kiên nhẫn nhất định đối với lại những cái vị thế cũng như là những cái lượng cổ phiếu mà các anh chúng ta đang nắm giữ ở thời điểm hiện tại à, cứ thế mà nắm giữ thôi hoặc cũng có thể là chúng ta thấy giảm chúng ta có thể là mua gia tăng đối với lại những mà cổ phiếu dòng chứng khoán thì nó sẽ rất là ok cho các anh chị chúng ta gia tăng được ở cái khúc này nếu mà em thì em cứ mạnh dạng em, em gia tăng thôi được chưa rồi và thị trường ta nó vẫn tiếp tục duy trì em nghĩ là chắc phải hết tuần này à, sẽ có một cái nhịp nào đó có thể là thứ năm hoặc là ngày mai hoặc là thứ sáu sẽ có một cái nhịp mà nó phải chỉnh chỉnh khá là mạnh chỉnh khá là mạnh để mà nó dũ bỏ những cái lượng nhà đầu tư thì theo bản thân em thì cái giai đoạn này cũng là gần cái gần cuối cái cái chu kỳ rồi gần cuối chu kỳ rồi nó cũng đâu đó giống như cái thời điểm mà tháng 12 này, này. mọi người thấy Noel đây ha đây này nó cũng đang ở giữa này này thì nếu mà đầu năm sau thì nó sẽ có những cái gì mà nó bứt tốc lên thì chúng ta sẽ canh chúng ta chốt lại dần cho nên là chúng ta phải cần phải chịu nhiệt ở một cái giai đoạn ngắn hạn như thế này đó À thì cũng giống như ở đây thì nó có thể nó đang diễn ra ở đây này các anh chị, rồi, nó bắt đầu đi lên phục hồi đi lên và nó đang diễn ra đâu đó quanh đây à, hoặc là ở quanh cái ngưỡng ở vùng đỉnh trước nếu mà đúng hơn thì quanh cái ngưỡng vùng đỉnh trước thì chúng ta so sánh nó nó nó, nó đúng hơn một chút xíu ha, rồi sau đó nó sẽ tiếp tục nó đi lên, đó, như thế này nên là mọi người cũng kiên nhẫn thôi thật sự đoạn này là chúng ta kiên nhẫn thôi dòng chứng khoán chắc chắn sẽ là cái dòng mà dư địa nó còn tăng sau khi mà cái dịp mà chốt lại dòng bất động sản được chưa và em tin chắc rằng là sẽ thế nào phải là cái sự kết thúc cuối cùng cũng phải đến từ cái nhóm dòng chứng khoán Đấy được chưa nha phải là cái dòng chứng khoán sẽ là cái dòng cuối cùng kết thúc cái chu kỳ lần này Đó. thì nó sẽ là báo hiệu cho các anh chị chúng ta Đấy, hoặc là dòng bất động sản nó cũng sẽ có những cái nhịp mà nó đi ngang nó lình xình hoặc nó điều chỉnh trước thì cái dòng tiền nó sẽ đổ ngược trở lại về lại dòng chứng khoán hoặc là có cái sự phục hồi nhất định ở nhóm ngân hàng cũng như là nhóm thép để các anh chị chúng ta ờ cảnh báo cho các anh chị chúng ta về cái sự kết thúc chu kỳ này nha rồi thì chúng ta đi đến dòng chứng khoán đi nha dòng chứng khoán này mọi người sẽ thấy được rằng là cái sự phân hóa cũng khá là lớn đúng không những cái mã cổ phiếu như là có cái câu chuyện riêng như TVS này là là nó tím là bình thường thôi còn những mã ví dụ như SHS này mọi người sẽ thấy ở đây nó cũng đang tạo ra một cái mẫu hình gì ạ à? cái, cái cái một cái tam giác nhỏ đúng không đang tích 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 cực nâng đáy lên này à thì một có một cái điều mà khá là 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 tích cực đó thì các chúng ta nhìn là ở những cái phim mà nó giảm nó test đáy này mọi người thấy sao ạ à? à? cái khối lượng nó giảm đây à cái khối lượng nó giảm đấy đáy nâng lên này khối lượng giảm này thì đây là một cái tín hiệu uh, khá là tích cực của SHS nha và nó vẫn giữ được cho mình một cái xu hướng tăng như thế này đó mọi người thấy ha, một cái xu hướng tăng như thế này thì đâu đó nếu như mà ngày mai nó có test lại thì nó sẽ canh nó rút chân lên thì các anh chị chúng ta có thể nhặt được có thể là quanh em nghĩ là nó ngày mai có thể nó bật tăng ngược trở lại luôn mọi người thì thường là giảm từ 2 đến 3 cây 2 đến 3 phiên thôi là sẽ có những cái điểm mà nó bật tăng trở lại nha đây là một cái có thể, có thể chú ý được à, đối với lại SHS rồi kể cả là có thêm SSI cũng tương tự như vậy nha các anh chị nhé SSI cũng tương tự như vậy này đây quay về test lại cái đáy trước này quay về test lại cái đáy trước ha nhiều khả năng là, là là ngày mai sẽ nó bật tăng trở lại đấy à, nhiều ngày mai sẽ bật tăng trở lại và cái xu hướng chính ở đoạn này thì em đánh giá là vẫn là một cái nhịp mà nó sideways là là chủ yếu là nó tích lũy trở lại thôi à, cứ nên canh những cái điểm mà nó, nó ở phía dưới như thế này thì nó sẽ ok hơn khối lượng hôm nay bị bán ra cũng như là được hấp thụ trở lại cũng uh, tương đối là cao uh, tương đối là nhiều à, cho nên là uh, đang ở một cái trạng thái gọi là bị ép bán nhiều hơn là 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 là, 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 là mua chủ động nha rồi ngoài ra SVS như thế này cũng quay về vẫn tích được tích lũy nhé. Nó khác với lại thằng FTS này. Nhưng mà mọi người cũng cần cẩn thận chút xíu. FTS là do là nó không có cái vùng nền nào nó đủ tốt ở giai đoạn phía trước. Đây là những cái gì mà nó đánh, nó gãy, nó vũ nền này. Mọi người thấy không ạ? Nền ở đây. Đánh, gãy xuống, tiếp tục tạo nền này. À, tạo nền xong là tiếp tục đánh gãy xuống thêm lần nữa thì nó sẽ quay về nó làm một cái nền ở phần phía dưới đây nha nó sẽ làm một cái nền ở phần phía dưới đây để mà nó đánh lên ở một cái nhịp sau hoặc nó hồi phục lại ở cái nhịp sau HCM cũng tương tự như vậy hôm nay HCM cũng điều chỉnh khá là tích cực thôi không vấn đề gì cả ở dòng tiền nó vào là có T3 của cây này về test lại đúng một nửa thân này ha nếu mà ngày mai bật lên thì rất là ổn còn nếu như mà nó về hẳn vùng 43 chấm mấy hoặc là thủng luôn cả 44 á, thì nó lại là, là, là lại là, xấu nhé ha Đấy, nhìn chung là HCM thì em vẫn kỳ vọng được có một cái nhịp nào đó nó sẽ còn tăng kể cả là MVS cũng tương tự như vậy này quay về test lại đỉnh trước này ha test lại đỉnh trước khá là an toàn và volume của nó vẫn là bé nhé không có vấn đề gì đâu các anh chị ok rồi ngoài ra thì uh, hầu hết là là vci cũng khỏe nhé vci cũng khỏe này vci mọi người cũng có thể lựa chọn được vci còn lại thì hầu hết là là nó khá là yếu rồi cho nên là em không có ưu tiên cho mọi người lựa chọn đâu nha rồi tiếp đến là dòng dầu khí thì hôm nay dòng dầu khí thì có giá dầu thế giới cũng như là giá dầu brand cũng tăng khá khá nhưng mà bị cái là thị trường chung nó không ủng hộ cho nên là những thằng như là oi này mọi người thấy ha oi t ba của cái cây bùng nổ có khối lượng ở đây đó bùng nổ mà có khối lượng ở đây thì nó hàng nó về không có lãi thì họ bắt đầu họ canh họ cắt ra này mọi người thấy không ạ họ canh họ cắt ra này đây thì sau những cái đợt mà nó dũ như thế này thì khả năng cổ phiếu nó đi lên là rất là cao nha cổ phiếu nó đi lên rất là cao Nên là các anh chị chúng ta có thể là chúng ta chú ý con oi được ngoài ra là có thêm Pet này mọi người thấy không ạ bé này là em đã nhắc mọi người từ ở những cái vùng 30, 30.5 rồi ha. Hiện tại là đâu đó cũng đã lại được khoảng tầm trên 20%. Đấy, thì ba cũng rất là ok nha. Ha. Rồi ngoài ra thì có BSR. BSR hôm nay cũng là một cái phiên no supply. Đấy, bởi vì là nó, nó test lại những cái điểm ở trên cao mà cái khối lượng bán nó không thực sự là quá là nhiều. Mọi người thấy đây hôm nay chỉ có vô có 6 triệu thôi. À, nó rất là thấp so với trung bình của năm phiên ấy cho nên là, là không sớm thì muộn đây là những mà cổ phiếu mà có thể là sẽ uh, thay dòng thay, tạm thời thay dòng chứng khoán để mà đi lên nha ok còn lại thì không có có cái gì nổi bật cả kể cả là pvs hay là bvd thì đều yếu nha các anh chị nha Đấy, bvs thì bvd thì đều yếu ừ. rồi uh, có gas thì, thì vẫn đang test lại cái đấy thôi chưa có vấn đề gì mà hy vọng là đợt sau thì gas nó sẽ kéo nha anh chị nha Ok, qua đến dòng bất động sản thì chủ yếu đợt này thì mọi người sẽ thấy là những mã cổ phiếu như IDI là, là, là bị thoái chào rồi này ha. Còn những mã DIG như thế này càng lên thì cái volume nó càng thấp nhé nên là canh chúng ta cũng cực kỳ là cực kỳ là cẩn thận nha. Yeah. Sale này thì thôi canh chốt lại được rồi. Uh, ờ <laughs> ví dụ như đích này thì thì thôi có thể là canh khoảng tầm trên 98 là được. Cứ chốt lúc mà nó tăng ấy thì mọi người sẽ khá là an toàn. HTC, HTC cũng đi theo một cái mẫu hình như thế này rồi ấy thì tùy vào cái 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 sự quyết định của các anh chị chúng ta là có nên đặt cược vào mã cổ phiếu này nó có phục hồi trở lại và nó đi lên tiếp thì hay không ha em nghĩ là nó vẫn sẽ là con rồi cả cả long điền vậy này đó, từ hôm nào mà giá 7, giá 8, giá 6, thôi bây giờ giá 19 rồi 20 rồi ha các anh chị ha rất là nhanh thực sự rất là nhanh nhà tự liêm nay cũng tăng tốt này và khả năng nhiều khả năng là nó ngày mai nó sẽ vượt đỉnh 45.5 nhé Ok thì đó là về các loại cổ phiếu bất động sản thì nhìn chung là em không có à có thêm KDH đây thì cũng đã view cho các anh chị chúng ta từ những vùng 8, 4, 4, rồi thì các anh chị chúng ta có thể là mua nhặt được đó, đúng không ạ thì cho nên rằng là gì à? à? những cái thành quả nó đến dù sớm hay là muộn thì các anh chị chúng ta cũng cần phải có một cái sự kiên nhẫn nó à, đủ lớn nha ok rồi đất xanh đất xanh cũng tăng tốt này vẫn là cái target cũ ha à, 38 tới 40 rồi à. Uh, um. HDG HDG thì sẽ là một cái target mở Các anh chị chúng ta uh, cứ nắm giữ HDG Nếu mà có thì cứ nắm giữ thôi Rồi, Mà nó sẽ là một cái target mở cho các anh chị chúng ta nhé. Có thể là 70 nha Rồi tiếp theo phân bón này Phân bón thì video hôm thứ uh, hai Em cũng có nói đúng không ạ Là dòng phân bón chúng ta có thể để ý được Ví dụ như là có uh, DBM này Mọi người thấy đẹp không ạ EPEX được cái trên cạn chế Sẽ là một cái điểm mua rất là đẹp Ở vùng 51.5 cho các anh chị đúng không ạ tham khảo Đó, thì hiện tại là uh, uh, DBM cũng đang lãi xương sương khoảng tầm là bốn năm phần trăm rồi mọi người nha DCM cũng tương tự vậy nha chỉ có hàng Lát này là 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 bị giảm uh, hơi bị nhiều thôi đấy bị giảm khá là nhiều đây ha sáu phần trăm hơn sáu phần trăm không biết tại sao đấy. Ok ngoài ra thì có thêm dòng dịch may nữa nha các anh chị nhé dòng dịch may khả năng nhiều khả năng là mai nó sẽ tung nóc khá là cao đấy ví dụ như là